Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel Hải Đăng 24. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu làm một series mới. Đó chính là series copy sơ đồ chiến thuật của siêu sao thách đấu Việt Nam để áp dụng vào sơ đồ ở server chung và trải nghiệm. Thì với cái series này thì đầu tiên thì mình sẽ vào kênh của Thành Hòa L4 nha anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào cái trong này, mình sẽ chọn một sơ đồ bất kỳ cho anh em nhé. Đầu tiên sẽ là chọn nhà quản lý Caves. Đây rồi, chính hắn. Rồi, chọn nhà quản lý xong nhá. Đây, chiến thuật của Thành Hòa đây anh em. 85851 này. Tổ chức nhá, tổ chức. Tự do, ok. 50, 45, 30. Đây, giống của thầy Hòa năm 212 đây. Ok chưa? Ok, đấy, chúng ta copy xong sơ đồ chiến thuật rồi. Chúng ta vào luôn để test nào. Mình để sơ đồ không nhá. 5212 Thành Hòa F4. Anh em nào ở bên Nhật giao lưu thì cứ vào những group thôi. Vào group động 24 ấy, xong là vào đấy anh em giao lưu. Thoải mái mà. Anh em thích giao lưu làm cái kèo giao lưu vui vẻ, thoải mái. Chắc là vẫn đá được cái tay cầm này. Được vị á. Úi dồi ôi, FD hơi căng nha. Có vẻ cầu thủ di chuyển ổn đấy. Đá ba trung vệ đấy. Này là đá ba trung vệ. Sơ đồ này chuyền nhiều. Tốc độ chuyền cao. Cái hàng giữa của mình đông ấy, nên là ban bật trung tâm tốt. Việt vị ơi, vị vào đấy chứ không là ăn bàn rồi. Xe ở Việt lấy xe đồ, lấy sơ đồ xe ở Việt, test xe ở Việt làm gì? Lấy sơ đồ ở siêu sao xe ở Việt test ở server khác đá mới vui. Nó mới thử hiệu quả xem cái hiệu quả của sơ đồ đấy đá ở server khác nó có ổn không. Bởi vì mỗi sơ đồ nó chỉnh meta khác. Ok kìa. Lại vì xuất xa được búp lại hay sao anh em ạ? Búp láo. Hay á. Này thì làm sao mà đỡ được xuất xa. Chết chứ còn gì nữa, điều thủ môn thì chết còn gì nữa. Ổn nha, cầu thủ rất là chịu chạy nha. Ở cái sơ đồ này cầu thủ rất là chịu chạy. Nhưng mà phải ban bật tốc độ cao nên là sẽ bị một cái kiểu như nếu anh em điều hướng không tốt ấy, nó sẽ bị đi một hướng khác. Chịu khó chạy này. Chịu khó chạy này. Đấy chưa? Được nhá. Cực kỳ chịu khó chạy chỗ luôn. Cực kỳ chịu khó chạy chỗ luôn nếu anh em chịu khó chuyển. Là mấy pha chọc khe không có, chỉ có sợ sút xa thôi. Chủ quan ấy, chủ quan để sút xa ấy. Còn chết, chết ngay, sơ đồ này. Ơi, ơi. Cái này là lỗi rồi, cái này là lỗi mình rồi. Cái này là lỗi mình rồi. Không, không theo được. Này phải cầu thủ nó bứt tốc tốt cơ. Bứt tốc cao nhưng mà sang gặp ở server này cái hàng thủ của họ ai cũng chạy tít. Ai cũng chạy tít. Thích ban bật có ban bật. Thích ban bật có ban bật có khi bàn đấy nhưng mà bị mấy bị ơi. Không biết vị mà. Ơ à, họ cũng ra vương gôn, họ cũng ghi bàn, sao không biết vị gì à? Không được rồi. Ơ à, kìa, cũng cùng một bài đấy, chắc nó copy chiến thuật mình rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, nó copy chiến thuật rồi. Ôi trời ơi. Bịp rồi, game này bị mua chuộc rồi anh em ạ. Game này bị mua chuộc rồi, đội bán độ hết rồi. Bán độ hết rồi. Bán độ hết rồi. Bán độ hết rồi, bán độ hết rồi, bán độ hết rồi. Vẫn bắt được ạ. Vẫn bắt được ạ. Vẫn bắt được anh em ạ.
Nhận 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 hộ cái. Phản công nhanh 10 điểm. Vẫn là chỉ có thể là Esubio trong cái đội hình này. Hai tiền đạo bị phế mất một tiền đạo. Anh em nhận không? Phế mất một tiền đạo. Bị phế mất một tiền đạo trong cái đội hình này. Chuyển luôn, ok. Ván này auto ban bật thôi nhá. Ván auto ban bật thôi. Giờ cứ một tối chơi xe vào chung, một tối chơi xe vào Việt. Ok chưa anh em? Một tối xe vào chung, một tối xe vào Việt. Không, tại mới đập con béo lên 4 mà lại xịt rồi. Rớt hết 120 tỷ, không lên được 4. Thế là không muốn về xe vào Việt tí nào cả. 10.000 FC, 11.000 FC để chơi sự kiện xong là lấy hết chỗ phôi đấy đập mà không được. Thế là buồn quá. Ơ kìa, biên lên chứ. Không hiểu, đập cho mọi người thì đỏ, đập cho mình đen lắm. Cái nick ám quẻ. Nam series một tối là trải nghiệm chiến thuật sơ đồ, một tối là review đội hình. Ok chưa? Tối nay là trải nghiệm sơ đồ, tối mai sẽ là review đội hình. Không biệt vị à? Tạt ghê đấy. Tỏi phát này bắt tốt này. Ôi giời, ăn vạ kìa. À, ăn vạ kìa. Ui, chạy tí thế. Chạy tí thế. Em ấm rớt danh nữa là đẹp. Mày ấm rớt danh nữa thì đúng là thôi bỏ F4 đi. Thôi thi thoảng vào YouTube like cho anh cái video với cho anh cái comment là được rồi. Rất là cảm ơn em. Ây da. Ây da. Lên đập BOMS cộng 8 không anh ba vạch. Đập thuê em thích là quất. Thái dài ạ, thích là quất. Thích là quất thôi. Mình đập thẻ mình thích là quất thôi. Nào mày chạy thi với lại số biểu của tao đi. Dũng bao giờ vào kéo Dũng? Ôi, con bé dễ thương thật. Xin vía, xin vía. Ơ kìa. À, nửa năm rồi không coi anh à? Thật sự thì cũng nửa năm rồi anh không like. Trải nghiệm BTB phát nhở? Tối mai anh làm bây giờ cứ một tối là review, một tối review nick của anh em server Việt. Một tối là anh sẽ trải nghiệm sơ đồ chiến thuật của siêu sao áp dụng vào server Nhật, à server Trung. Nên là tối mai có gì tối mai anh like cho mượn kèo ấy đi. Cho mượn kèo để cho mượn nick để vào làm review đi. Hết tối mai nhắn tin nhá, tối mai nhắn tin vào Facebook nhá. Để làm cái content up bên YouTube đi mà. Có thể là sẽ up lịch trên group. Là dự định như vậy. Zalo á? Zalo ít dùng quá nên là để xem tí mò Zalo. Thật sự là qua bên này rồi là không dùng Zalo mấy đâu. Qua bên Nhật này không dùng Zalo mấy thì không biết. Chắc là vẫn đăng nhập được. Tại dùng Zalo ít kìa. Phải biết là chết mà. Phải biết là chết. Cái này không có 2 CDM nên là khó tránh.
khó khó tránh. Không có hai CDM nên khó tránh bị sút xa với lại anh em nhé, khó tránh bị sút xa với lại tà cánh đầu. Ban bật hết được chấm luôn. Cầu thủ cũng chịu chạy đấy, sơ đồ này ban bật được là đá tốt đấy, nhưng mà ở cái khoản mà chống sút xa ấy hơi khó. Hơi khó phải rồi. Đã CR7 BTB 8 ít gì. Không sao, gọi là mượn review ác thôi mà, có quan trọng gì đâu. Cứ có ấy là được. Đấy. Ừ, cái sơ đồ này nên đổi thành 4-1-2-1-2 cũng được. Chứ 5-1-2-1-2 này thì nó hơi ấy. 5-2-1-2 này nó hơi bị 5-2-1-2 này nó hơi bị thiếu cái vị trí mà chống đánh chặn đấy. Đã quen tay vào rồi thì cũng đỡ hơn một chút rồi, nhưng mà ok ok. Gọi là vào làm cái review arc thôi. Review xem là đội hình anh em có bao nhiêu, xem là có những cầu thủ như thế nào. Đấy, thế thôi. Gọi là mình sẽ làm những cái review, làm cái content như vậy. Xong là up ở bên YouTube mà. Ê Sobio, con hàng này đánh đầu ác chiến thật sự luôn đấy. Ê Sobio Icon 6 nhá, con hàng này cũng đập 4 hay 5 lần mới chịu lên đấy. Đập 7 xịt mấy lần. Vừa đấy là Madini LN8 tạc. Chống xuất xa này. Băm bờ tạo quả trống này. Béo này. Béo chết này, hay. Rồi ok đấy. Vào hơn một tí rồi đấy. Vào cầu hơn một tí rồi đấy. À, đến trận thứ 3 mới thấy nó gọi là vào tay một chút. Mày múa hộ tao cái xem nào. Tại con tay cầm PS5 của mình nó bị lỗi nên là đang phải đá con tay cầm dự bị ấy, con tay cầm của Barcelona ấy. Con tay cầm tên Barcelona luôn. Mua cũng gần 2 củ mà đá nó không được 10 cho lắm. Đấy không? Anh em thấy không? Cầu thủ lúc mà nó lên công ấy, nó chạy xu hướng nó lên công rất là nhiều luôn, tất cả gần như tất cả các cầu thủ đều lên công ấy. Thành ra là bị phản công nhanh hay là ấy đều chết. Như này thì nó rất là ấy này, này, chống này. Tạt này. Đấy, bây giờ bị phản công là chết này. Phản công chống luôn, cầu thủ ở nhà chống luôn. Chống luôn mà không đánh chặn đều là chết. Chuyền có hơi lỗi nha. Chuyền có hơi lỗi nha. Hay. Bọn này phản công nhanh gần như là cầu thủ không theo kịp luôn, bởi vì là nhìn cái thể lực cầu thủ nó đi xuống dã man luôn. Nó xuống một cách trầm trọng ấy. Kìa. À, báo thế nhờ. Chết rồi đấy. Mày thế. Tí nữa vỡ mồm. Thoát tim đấy. Mấy pha đánh đầu này. Cái đội hình này đánh đầu. Cản đánh đầu hơi kém nha. Đấy, có bóng truyền lên cái là cầu thủ ấy, chạy hết lên. Không có bóng để truyền về luôn. Ông nào cũng xu hướng chạy. Ông nào cũng xu hướng lên công. Không có ai chịu ở nhà thủ cả. Đấy. Thành ra bị phản công nhanh rất là dễ chết. Ôi,
Kìa. Vị à, bảo sao không sút được. Con đấy là con hàng Xabi Alonso NTG8. Đưa cầu thủ về này. Đấy, phải chặn luôn. Không là chết. Phản công nhanh nào. Ô kìa. Chuyền quả lỗi vậy. Cái đấy không không đổi lại sơ đồ. Cái đấy là tại mình chuyền thôi. Con tay cầm này nó không không nhạy cái nút di chuyển đấy. Bố nào cũng đòi công này, bố là thủ. Ui dồi ôi, chọc khe được quả đấy là chết đấy. Anthony à? Hay. Ván này là tỏi gánh, ván này là tỏi gánh. Trận thắng này là tỏi gánh. Hay. Ván này là tỏi gánh, thắng được trận này là do tỏi gánh thôi. Đấy. Tỏi cứu thua rất là nhiều. Để xem kiểm soát bóng được bao nhiêu phần trăm. Sút 2 trúng 2, tỷ lệ sút là 100%, sút rất là ít luôn. Cuối cùng cũng thấy win đúng không? Mày ám anh thua không được rồi. Thế mày mày mất cái chuỗi ám rồi. Đấy, cầm bóng hơn người ta có 2% thôi, sút 2 trúng 2. Bên người ta sút 13, trúng 11 nhưng vào có 1. Phải nói là cái sơ đồ chiến thuật này quá là căng thẳng luôn. Rồi. Tổng kết cái sơ đồ 5-2-1-2 này của Thành Hóa O4 thì cái giai đoạn 45 phút đầu tiên ấy, khi mà thể lực cầu thủ còn nhiều ấy, đá cực kỳ là ngon là mượt, bởi vì là khi mà lên công ấy, gần như là hai thằng hậu vệ cánh này cộng đấy mẹ một dàn 5 cầu thủ trên này lên tham gia công hết. Đấy. Thành ra là cái thể lực bị bào mòn rất là nhanh ở 45 phút đầu tiên. Còn về 45 phút sau ấy, nếu mà không thay người ấy thì cái thể lực xuống ấy theo không được kịp luôn. Là khi mà bị dốc biên này. Tạt cánh đầu cái là chết ngay. Ba ông này thì là hai con hàng cân lương với một con hàng hậu vệ chính thôi, nên không thể nào mà theo hết được. Đấy. Tổng kết sơ đồ này công hay bởi vì là cầu thủ tham gia công quá là nhiều. Nếu mà tỷ lệ ban bật tốt, mình giữ được bóng nhiều hơn thì sẽ có nhiều cơ hội để ăn bàn hơn. Nhưng mà cái khu trông lộ này, cái khu CDM này không có, nó trống. Thành ra là bị sút ra rất là nhiều. Nếu mà hai ông CM này không cắt được bóng này thì hai cái khu này trống quá, thành ra là mấy thằng sút ra sút vỡ mồm ngay. Ở server chung thì hàng nào nó cũng là chỉ số cộng 8 hết. Nên là sút thì vãi cả linh hồn. Con tỏi MG7 của mình không ăn thua. Sút ra là chết. Với lại cái hàng mà tầm 45 phút sau trận ấy, tầm phút 60 trở đi 70 ấy, hai ông này mà lên công cao quá, về theo không kịp là ăn dốc biên tạt cánh đánh đầu là chết chết cứng đờ đờ luôn. Đấy, nên là cái sơ đồ này chỉ phù hợp 45 phút đầu tiên. Nửa sau trận thì một là thay cầu thủ, hai là đổi thành sơ đồ 4-1-2. 1-2 cũng được. Chứ đổi 5 này hơi chết. Này phải đá hai sơ đồ. Đấy, tổng kết sơ đồ này được tầm khoảng 6,5 trên 10 điểm thôi. Cứ nói là 7 thì hơi khó. Về công công thì hay, cầu thủ rất là chịu chạy chỗ. Nhưng mà con hàng mà mình gắn ấy, con hàng mà mình gắn cái điểm của nó ấy, thì nó chạy rất là ok luôn. Đây, mình gắn cái AR1 SR1 cho nên Sugo nó cực kỳ chịu chạy chỗ và dứt điểm luôn. Dứt điểm phải nói là ok luôn đấy. Thôi, sơ đồ này thì ok. Anh em thích làm sơ đồ nào của vị huấn luyện viên nào thì hãy comment ở dưới video này nhé. Cảm ơn tất cả anh em.